Đến với Art Icon, bạn không cần phải là người có năng khiếu mỹ thuật, mà tại đây bạn sẽ có một giảng viên đồng hành cùng bạn để giúp bạn tạo nên những tác phẩm đẹp nhất. Một trong những nội dung của Art Icon là workshop. Như bức tranh chúng ta đang nhìn thấy, workshop lần này với chủ đề vẽ tranh về Phật. Bạn sẽ được hướng dẫn một cách chi tiết và tỉ mỉ nhất cách để tạo nên một bức tranh với thần thái của Đức Phật an nhiên và tự tại. Hãy đến với Art Icon để được trải nghiệm mỹ thuật tuyệt vời nhé bạn.